Thánh Cầu có đề cập đến sự kiện Bà La Môn Ubaka hỏi Đức Phật về mục đích pháp tu và đạo sư của ngài là ai. Sau khi nghe Đức Phật trình bày xong rồi đó, thì vị Bà La Môn này là lắc đầu lia lịa và rẽ đi một ngã khác. Như vậy ý nghĩa đó như thế nào không thấy thầy trình bày. Quý vị có đọc bài kinh này chưa? Bài kinh vừa rồi đó, từ trước đó. Đã hiểu được bối cảnh của sự kiện vừa nêu đó, chúng ta phải hiểu về bản chất văn hóa của người Ấn Độ. Vào năm 1994, chúng tôi cũng đã kể với quý vị một vài lần rồi. Khi chúng tôi sang du học Ấn Độ, những ngày đầu lên lớp đó, nghe thầy cô giáo giảng bài tâm đắc dữ lắm. Cái gì cũng mới với mình nên mình thích, gật đầu lia lịa, tỏ vẻ hài lòng và nở những nụ cười rất là tươi. Thì cái ông thầy mà lên lớp ngày hôm đó, ông ta khựng lên liền. Mình càng tâm đắc với ông thì ông càng cảm thấy nó khó chịu. Và cuối cùng ông ngừng sớm, nghỉ buổi đó. Chứ tôi không hiểu tại sao hết trơn. Sau đó mới học về văn hóa, phong tục tập quán người Ấn Độ, thì mới hiểu ra rằng là lắc đầu á là đồng tình và gật đầu là phản đối. Thì qua Ấn Độ mà mình tâm đắc cái gì đó đừng có gật đầu. Gật đầu là tôi nghĩ rằng là mình đang kháng cự họ, mình đang phản đối họ. Mà phản đối mà nở nụ cười để là phản đối của một người rất là thâm hiểm. Thường người ta phản đối thì người ta mất bình tĩnh liền, đổi sắc mặt, tái mét hay là đỏ ngầu cái mặt lên, rồi là chân mày giật lên, rồi môi nói không bình thường, cái giọng nó không còn được chuẩn nữa. Còn lần này phản đối mà nở nụ cười thì người ta khó hiểu được mình lắm. Cho nên là thầy giáo đó ngày hôm đó đã tỏ vẻ lúng túng, không biết cái ứng xử của cái người học sinh người Việt Nam này như thế nào đây. Hoặc là mình giảng sai, hoặc là cái người đó bị mát thôi. Như vậy là trong ngữ cảnh của Bà La Môn Ubaka lắc đầu lia lịa, rẽ đi ngay khác, không có nghĩa là ông ta bất đồng với Đức Phật đâu. Ông ta tán thán Đức Phật, ông ta đồng tình 100% với Đức Phật về cái con đường thánh cầu, tức là con đường tìm kiếm tâm linh Đức Phật tuyệt vời sâu sắc. Mà tại sao ông ta lại được kinh mô tả là rẽ đi ngã khác? Khi mình đồng tình, mình thần đủ người đó là mình phải đi theo liền, giống như các vị Bà La Môn trong bài kinh này. Khi mà thấy được Đức Phật có những cái dấu chân chứng tỏ ngài là một tuệ giác siêu phàm đó, là họ trở thành đệ tử xuất gia của ngài liền. Còn lần này là rẽ đi ngã khác, có nghĩa là chọn một cái đường khác, chọn một tâm linh khác, chọn con đường tu khác. Hiểu như vậy là chúng ta hiểu sai ngữ cảnh văn hóa của câu chuyện. Tại sao ông ta đồng tình lắc đầu lia lịa rồi lại rẽ đi ngày khác? Bởi vì đơn giản lắm, trong bản sớ giải của ngài Phật Âm nêu ra một yếu tố mà chúng ta không thể nào bỏ qua. Đó là trước khi nghe Đức Phật giảng bài kinh này, tại vì Đức Phật gặp ông ta một cách tình cờ mà, đâu có dụng ý đâu, ông ta cũng không hề có dụng ý là đến gặp Phật, gặp tình cờ như Phật thuyết pháp thôi. Thì ông ta đã thương một cô nàng rất là đẹp. Cô nàng này làm cho ta mê mẩn, nghìn năm hồ thở mấy hơi quên, hồ dễ mấy hơi quên, ta quên không nổi. Mặc dù thấy chánh pháp Đức Phật sâu sắc nhiệm màu thì ông ta quên không được. Cho nên ông ta đã chọn con đường là xuất giá cho một xuất gia, lên xe hoa về nhà vợ. Thì cái cuộc hôn nhân đó nó diễn ra một cách rất là yểu thọ. Ông ta buồn bã lắm và từ bỏ hôn nhân này đi, bắt đầu tìm Phật lần thứ hai, mới bắt đầu xuất gia. Như vậy là mặc dù đồng tình với Đức Phật, nhưng mà lúc đó nó tâm tưởng của ông ta đang để về một cô nàng, về một hôn nhân, về một tương lai, về một hạnh phúc rất là đẹp, rất là ấn tượng. Mà cuối cùng ông ta không đạt được, cho nên ông ta mới trở về Đức Phật lần thứ hai. Còn do vì ảnh hưởng bởi đời sống của người tại gia nhiều quá, bởi những cái hạnh phúc ông ta cho là nó hấp dẫn, cho nên ông ta vẫn không thể nào chấp nhận được cái con đường tuệ giác mà Đức Phật đã giới thiệu trong bài kinh Thánh Cầu. Do đó phải hiểu rằng đây không phải là một bài kinh nói về sự phản đối của Ubaka, mà là sự tán đồng Ubaka. Nói một cái khác là khi tâm tử chúng ta đang bị kẹt bởi một cái niêm tư duy nào đó về một đối tượng nào đó, thì lúc bấy giờ chúng ta không còn cái cửa ngõ nào để nhét những nội dung tâm linh được Đức Phật tặng cho chúng ta một cách là vô điều kiện và miễn phí.